viên y chang nhau à ha. Con cái đồ trên Sài Gòn á là làm cái nghề gì mà móc móc gì nè, móc cát phải không, nghề móc cát. Mascot. Bây giờ con mặc vô con cái đồ con móc cát gì đó, con làm con nhảy múa con móc móc gì cho cô vui đi nha con nha. Rồi cô mua cho 10 đòn bánh. Nó móc không được đâu, ba nó móc được, để tôi móc thử cô. Con nghe nè mẹ. Ừ con. Mẹ nè. Ủa đi đâu mà ăn mặc bảnh tỏn vậy? Con chuẩn bị đi mua mascot khai trương cho quán của người ta. Trời ơi, Tết rồi cho nên làm mệt xỉu luôn. Con có đầu tư ông Lân nữa nè. Vậy là công việc ổn phải không? Ổn lắm mẹ. Gần Tết mà, nên là show rất là nhiều. Nên ba mẹ yên tâm nha. Ừ mà còn nhà mình nữa, năm nay là người ta đặt bánh Tết nhiều không? Ờ... cũng ít con à. Không sao, ít nhiều gì hết thì ba mẹ cũng cứ yên tâm. Tại vì con chạy show nhiều mà, đủ tiền ăn Tết nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con trai. Công việc là công việc, con đừng có bào quá rồi cái không còn sức về quê ăn Tết đó nghe. Ừ. Ủa mà con có định năm nay về không? Con sẽ tranh thủ hết tất cả mọi thứ để về quê ăn Tết. Thôi cúp máy đi cho con nó đi làm. Ờ quên nữa, thôi cúp máy đi con, đi làm rồi Tết nhớ về sớm nghe. Dạ đi nha. Tôi là đứa con trai cưng của ba mẹ tôi, nên tôi tự hưởng được sự duyên dáng dí dỏm và nguồn năng lượng tích cực của hai người. Tuy không có chiều cao cao 2m8. Ủa mày quỷ hay gì mà cao 2m8? Ý tôi là không có chiều cao cao 1m8 như người ta, hoặc là có gương mặt trái dâu, bờ môi trái ấu, giống như là những cái hình có sử dụng app giống vậy. Nhưng mà không sao, chỉ cần có nguồn năng lượng tích cực là tôi có thể tung hoành bốn bể và đi tìm sự nghiệp của mình. À còn hai đứa này là nghiệp kiếp trước tôi phải trả, nên kiếp này tôi nói trở thành bạn thân của tôi. Hai đứa khéo tay lắm, đứa thì may mascot rất đẹp. Tao thấy nó hơi dài á. Trời dài đâu, tao may dựa số đo mày mà. Trời ơi, mày mặc ngược rồi, mày mặc cái gì vậy? Còn đứa thì rất giỏi về hội họa. Cho mượn cái tay thử màu hóa trang này coi. Là mình hóa trang người bóng đêm hả? Nhớ cái màu này, tẩy ông ga. Hả? Chết mẹ đâu rồi, con nhỏ này sao mày không nói tao sớm? Ba đứa tụi tôi chậm lại đi múa mascot cho người ta. Ban đêm thì đi kiếm thêm ở phố đi bộ. Tụi tôi làm bất cứ việc gì mà mình có thể làm để kiếm thêm tiền cho cái Tết năm nay được ổn hơn. Con nghe mẹ. Trời ơi, bữa nay con bán được hết luôn á. Dạ, mai con về nha. Dạ. Con về rồi. Ui, cái xà bông rửa tay mới của Lifebuoy thơm quá mẹ. Ừ, thơm lắm. Cái gì à? Khăn lông mới mai gì đó. Cái gì mà khăn lông? Nghe như phá lấu vậy. Thanh long tuyết mai. Ôi, gì cũng được. Miễn là vừa thơm vừa sạch là được rồi. Nè, có cả sữa tắm nữa đó. Thơm quá. Ta đến rồi Tết xuân vui trong mọi nhà. Ui, con nhớ mấy năm ngoái á là người ta đặt nhiều thiên bánh lắm. Con không nghĩ năm nay ít đến vậy luôn á. Chắc tại năm nay kinh tế khó khăn cho nên bà con mình tiết kiệm đó con. Ôi, bao nhiêu cũng được mà, còn có người đặt là ổn lắm rồi. Hết hello cả nhà mình. Chị, nghe đồ lông mới về hả chị? Chị ơi, cô Út ngồi chơi rồi gói bánh với tôi cho nó vui nha. Chị rủ em ăn em mới vui, còn chị kêu em gói bánh em hết vui vậy đó. Ôi trời ơi, công nhận nghe, cô Út năm ngoái vô duyên, năm nay cũng vẫn còn duyên nha. Anh thì em coi như đó là một lời khen. Chào cô Út. Trời ơi, sao mặc đồ y như cái anh Long vậy? Long có vậy hả con? Dạ. Ốm quá, quá ốm rồi. Sao này ốm rạc người vậy con, thiếu ăn lắm hả? Không, con đang giảm cân á. Thôi mày ơi, chờ ông sớm với nhau không mà nó sợ cô làm gì. Lên Sài Gòn thì làm không có tiền thì không có cái ăn thì ớt mày đúng rồi. Bởi vì lên Sài Gòn đâu phải là sung sướng giàu sang gì đâu. Cô ô, mặc dù nó có hơi ốm thiệt nhưng tôi thấy nó vẫn đẹp trai. Ổn mà. Ừ, vậy là ổn dữ chưa? Con là con ổn á, chứ cô Út thì ổn. À, mày có duyên mày. Con trai tôi á, nó có duyên là nhờ nó ăn hủ tiếu bò viên. Nó uống sinh tố sầu riêng nên nó đẹp như tiên. Mới bước vô mà ồn ào quyên thuyên y như là bà điên ăn cắp chú chiên. Có duyên nữa. Thì nó có vợ. Ủa gì kỳ vậy cô?
Năm trước cũng hỏi, năm nay cũng hỏi, sao năm nào cũng hỏi con câu vậy? Trời ơi chị ơi, em phải hối thúc nó mới mà có vợ được, hiểu không? Chừng nào lấy vợ, chừng nào lấy vợ. Nói chung là cái chuyện con cưới vợ là phải chờ cô khi nào cống trò mới được. Cống trò là gì? Có chồng. Bà hiểu biết con. Này có duyên phải không? Ủa cái chuyện con có vợ liên quan gì tới chuyện mà cô có chồng mà nói cô? Thì đó, là chính cái miệng con nói là cái chuyện con cưới vợ có liên quan tới cô mà cô hỏi hoài à. Thôi nha. Ủa dạ. Ủa sao vậy mình? Trong hoa mai có gai đâm vào tay đau hóa. Trời anh sao vậy? Bông mai sao có gai? Chừng nào bông hồng mới có gai chứ. Hoa hồng mới có gai. Nhưng mà hoa mai tuy nó dịu hiền vậy đó, mà ăn hiếp nó hoài đó, có ngày nó nổi sùng nổi điên, nó mọc ra cái gai nhỏ nhỏ, nó chọt vô cái miệng là phù mỏ hết, ăn chè đậu đỏ. Cả nhà nói chuyện duyên ghi chàng nhau à. Con cái đồ trên Sài Gòn á là làm cái nghề gì mà móc móc gì nè? Móc cát phải không? Nghề móc cát. Mascot. Thì đúng rồi, móc cát đó. Đúng rồi, tao này cô biết nè, là mặc mấy cái con chó con mèo vô cái nhảy vậy phải không? Dạ đúng rồi. Cha mẹ sinh ra cái mặt đẹp trai mà. Mắt gì mình không chườm cái mặt mình ra, mình phải giấu cái mặt mình ở trong cái mặt cái con móc cát đó. Hả? À đâu, cái đó là đặc thù của công việc của con á. Con phải mặc cái bộ đồ đó vô nó mới dễ thương, thì mình làm cái gì người ta cũng vui hết. À mặc cái đó vô mới làm cho người ta vui nữa hả? Dạ. Cô buồn quá. Cho tôi nghiêng buồn ngang vậy cô. Cô bị trầm cảm sau sinh. Ý trời đất ơi. Hồi đó giờ cô Út có sinh bao giờ đâu mà bị trầm cảm. À chắc là ý của cô Út á là cô đi xin chuyện xin sự xong rồi bị người ta chửi cái cô trầm cảm. Trời ơi, tôi ví dụ thôi. Tôi giả dụ thôi hiểu không? Bây giờ con mặc vô con cái đồ con móc cát gì đó, con làm con nhảy múa con móc móc gì cho cô vui đi nha con nha. Rồi cô mua cho 10 đòn bánh. Nó móc không được đâu. Ba nó móc được, để tôi móc thử cô. Để con vô con mặc bộ đồ cho cô vui nghe. Ừ. Ui. Anh. Mặc rồi con gấu như có duyên dễ sợ luôn á, trời dễ thương quá. Gấu. Bây giờ lộn của mẹ rồi, lộn của mẹ. Nhà bả trang trí thiệt. Trời ơi, dễ thương với anh chị. Có sao gì con hả? Nước mình đang vui mà. Có sao đâu, mặc bộ đồ này an toàn gần chết. Chú Bi nè, nhào cho con gấu với cô nè, lại lên. Rồi bẻ cổ con gấu nè. Đó. Rồi bẻ đầu tay lên luôn. Trời ơi, nhà mình năm nay làm bánh tét vui quá chị. Cho em đặt 3 đòn nha. Cô đặt 5 đòn luôn đi, con mặc đồ con gấu này con giao tận nhà luôn. Rồi em đặt luôn 5 đòn. Dạ. Tôi nữa, tôi cũng 5 đòn nha. Để tôi ghi. Dạ cảm ơn hai chị. Một Tết á, chị nói thằng Long mặc đồ thần tài qua nhà tôi, khuấy động phong trào cho nó vui, tưng bừng cả xóm luôn. Trời dạ, mấy dạ. Bà này kinh tế khó khăn chứ phải mấy bà khó khăn đâu mà đặt có 5-3 đòn vậy. Tôi đặt là 10 đòn nè, mà còn đưa tiền tươi nữa. Dạ, tiền tươi nè. Đi lì xì luôn kìa. Đi đỡ nè. Để đó mẹ phụ. Đây nè. Nè, mọi người đã về hết rồi, sao con không cởi bộ đồ ra cho nó khỏe? Con mặc bộ đồ con gấu này á, nấu bánh tét cho nó đặc biệt. Nhiều khi bà con đi qua đi lại để ý, người ta sẽ đặt bánh nhiều hơn. Con có mệt lắm không ạ? Mẹ yên tâm, con ổn mà. Bộ đồ con gấu ra rồi sao không dỡ luôn cái đầu cho nó khỏe con? Mày không sợ nhức đầu hả? Con đội cái đầu này vô để lửa nó không có táp vô mặt đỡ quéo lông mi á ba. Hèn chi, ta nói má của con không còn cọng lông mi nào hết. Ta nói bà gắn lông mi giả không à. Ba đừng nói vậy, mẹ biết mẹ buồn á. Có gì đâu buồn. Ủa vậy? Ở đâu ba ra cái mặt nạ này vậy? Thì ba tự chế nè, để ba né được cái khói với cái lửa nó cháy lông mi của ba, rút kinh nghiệm rồi. Ba này chọc con hoài. Ê, con trai. Dạ. Ba muốn tâm sự với con một chuyện được không con? Ba nói đi. Ba thấy hình như con không ổn đúng không con? Ổn không?
con ổn mà. Con ổn thì ba thấy ba không được ổn. Ba bị gì hả? Hay ba không khỏe trong người? Không phải, ý ba nói là ba không ổn là ba nhìn con không ổn đó. Sao vậy? Sao không ổn vậy? Không, con ổn mà, con có sao đâu, ba yên tâm. Ổn thì cởi cái mặt nạ này ra chứ. Ba cũng cởi rồi nè, cởi ra cho nó khỏe chứ. Cởi đi. Sao vậy? Về tới nhà mình rồi, không cần đeo mặt nạ nữa đâu con. Nói thiệt ba mẹ nghe nè, con có thật sự ổn không? Mẹ hỏi sao không trả lời? Ổn không? Con đi làm rồi, Tết nhớ về sớm nha. Dạ, đi nha. Đi làm nhanh nhanh nhanh, ngồi dậy đi làm, mặc vô. Ôi trời, trễ giờ rồi. Con nghe mẹ. Trời ơi, bữa nay con bán được hết luôn á. Dạ, mai con về nha. Sao khóc vậy? Tại sao con khóc? Kinh tế năm nay khó khăn quá. Con cố gắng lắm rồi mà công việc vẫn không ổn. Con muốn đem chuyện buồn về, nên con phải cố gắng tỏ vẻ là mình rất ổn để ba mẹ đỡ lo. Khổ quá. Con làm như vậy mới khiến ba mẹ lo nhiều hơn đó, hiểu không? Khóc đi con trai, con khóc đi rồi con mới thấy ổn rồi, đúng không? Dạ. Con khờ quá à. Con làm như vậy mới là khiến ba mẹ lo nhiều hơn đó. Đừng như vậy nữa mà. Công việc sao cũng được, quan trọng là gia đình mình còn đó, sức khỏe vẫn có mới là cái Tết ổn, hiểu không? Dạ. Mỗi năm một khi con cảm ơn mẹ. Nhìn lại ta thấy một điều quý giá là vẫn mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình xung vầy và cùng có bạn có thực sự ổn không? Về nhà nhé. Vẫn đó sức
sức khỏe.